Tiếp tục Chuyển động 24 giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cùng biên tập viên Hương Liên. Xin chào chị ạ. Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay thì đã giảm mưa rồi, không biết là tối thì còn mưa nữa hay không ạ? Vâng, anh Hạnh Phúc, khả năng là Hà Nội tối nay vẫn còn mưa, nhưng mà mưa nhỏ thôi vì hoàn lưu sau bão số 2 đã dịch hẳn sang phía Thượng Lào rồi. Mưa sẽ không liên tục mà xảy ra ngắt quãng ở thủ đô Hà Nội, lượng dự báo là dưới 25mm. Mưa sẽ mang đến bầu không khí mát mẻ, dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội sẽ thay đổi hoàn toàn. Mưa dứt, trời bừng nắng và bước vào một đợt tăng nhiệt mới. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ vào khoảng 33 độ, bắt đầu thấy oi bức khó chịu. Đến thứ ba và thứ tư thì nhiệt độ sẽ lên mức nắng nóng 35-36 độ. Quý vị nên chú ý bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển từ mưa mát sang nắng nóng, dễ khiến cho cơ thể mệt mỏi và đau đầu. Thành phố Hồ Chí Minh tối và đêm nay cũng có thể có mưa ở phía Bắc và khu vực trung tâm thành phố, hầu hết là mưa rào lượng nhỏ không đáng ngại. Còn ở phía Nam trời tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực này vào khoảng 25-26 độ. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.